Từ lâu, gừng đã là phương thuốc phổ biến trị buồn nôn, đau dạ dày và các vấn đề sức khỏe khác. Ngoài ra, gừng còn có đặc tính kháng virus rất mạnh. Chất chống oxy hóa làm cho gừng có đặc tính kháng viêm, kháng khuẩn, kháng virus, có thể giúp ngăn ngừa hoặc điều trị viêm khớp và giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường và ung thư. Sau đây là những lợi ích sức khỏe nếu uống trà gừng mỗi ngày. 1. Giảm nguy cơ ung thư. Gừng là nguồn chất chống oxy hóa tuyệt vời, giúp cơ thể loại trừ các gốc tự do. Để ngăn chặn các tổn thương tế bào có thể dẫn đến ung thư. Trong một thử nghiệm, các nhà nghiên cứu nhận thấy những người có nguy cơ cao mắc ung thư đại tràng, nếu uống 2g gừng mỗi ngày trong 28 ngày, có ít thay đổi tiêu cực hơn trong mô đại tràng khỏe mạnh và giảm sự tăng sinh tế bào. Các phát hiện chỉ ra rằng gừng có thể đóng vai trò ngăn ngừa ung thư đại trực tràng. 2. Giảm cảm lạnh hoặc cảm cúm. Một nghiên cứu đã chỉ ra rằng gừng tươi có thể chống lại một loại virus đường hô hấp, giúp bảo vệ hệ hô hấp, trong khi gừng khô không có tác dụng này. Một nghiên cứu khác cho thấy 69% người sử dụng gừng có hiệu quả trong điều trị cảm lạnh và cúm. 3. Hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Có một số bằng chứng cho thấy chiết xuất gừng có thể giúp điều trị bệnh tim mạch. Một đánh giá cho thấy rằng liều 5g trở lên có thể có tác động chống kết dính tiểu cầu, dẫn đến chống hình thành huyết khối. Các nghiên cứu cho rằng gừng có thể là một hình thức điều trị an toàn cho bệnh tim mạch. Một nghiên cứu khác cho thấy gừng giúp giảm sự xuất hiện bất thường ở tim của chuột được cho mắc bệnh tiểu đường. Các tác giả lưu ý rằng có thể do các đặc tính chống oxy hóa của chất xuất gừng. 4. Chống đầy hơi và cải thiện tiêu hóa. Một số nghiên cứu chỉ ra rằng các enzyme trong gừng có thể giúp giảm đầy hơi. Gừng cũng có tác dụng có lợi đối với các enzyme tripsin và lipase ac tụy, rất quan trọng đối với tiêu hóa. 5. Giảm đau. Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng liều hàng ngày 2g gừng làm giảm đau cơ do tập thể dục khoảng 25%.